về kêu là bắt vũ khí, vũ khí là có hàng lượng. Thế tự dưng cứ ngỡ ngỡ cái chú này gặp ở đâu rồi. Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Vô Khỉ có mặt ở khu phố 16, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh để mé nhánh của cái cây sung này. Cái cây này là nó nằm hầu hết là trên mái nhà với cái trên đường dây điện này luôn nha quý vị và các bạn. Rồi mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn cùng theo dõi cái quá trình mé cái nhánh cây sung này với mình nha. Đây là nhà
xe máy cho đó được, cái dán cho đó được không? Đúng rồi, cắt trên đầu anh được rồi. Chị bệnh được qua tử đó. Đó ăn với lỗ dê được không hả? Được. Cái cây này mé như thế này là xong rồi nha quý vị. Tại vì chủ nhà cũng muốn chừa lại vài nhánh đó để cho nó có bóng mát. Phía trước có cái con đường với cái sân trước nè, chừa lại cho nó mát. Đây là cái giống như là cái quán nhậu vậy đó. Vì chủ yếu là dọn dẹp cho cái hẻm đi vô được thông thoáng thôi, chứ nó không có cạ vô mái nhà với đường dây điện. Cho nên là như thế này là đã hoàn thành rồi. Rồi mình cảm ơn quý vị đã theo dõi clip mình nãy giờ nha. Hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo. Chúc quý vị có ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.